Đây là cô công chúa tàn bạo nhất mà tôi từng gặp. Ở trong cung điện, cô đánh đấm cho đám binh lính một trận ra trò. Không những thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, mà cô có một trái tim kiên cường không bao giờ khuất phục trước số phận. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một bom tấn Hollywood ra mắt năm 2022 mang tên công chúa. Trong lễ đính hôn, công chúa bởi vì không hề có tình cảm với Julius nên đã bỏ trốn. Julius cực kỳ tức giận, hắn tập hợp binh lính tiến hành cuộc nổi loạn, bắt nhốt nhà vua và tất cả mọi người. Đại công chúa tóc đỏ cũng bị bắt nhốt lại. Đợi khi cô ấy trong cơn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, hai tay bị xích sắt khóa chặt. Hai tên lính này muốn đi vào kiểm tra, công chúa vội vàng giả như mình đang ngủ. Tên lính áp sát mặt vào người công chúa với ý đồ xấu xa. Kết quả, công chúa bất ngờ mở mắt, dùng đầu đập thẳng vào tai của hắn. Tên này thế mà lại không hề tức giận, hắn nghĩ rằng công chúa chân yếu tay mềm, căn bản không thể đánh lại. Hơn nữa, tay của cô còn đang bị xích sắt khóa lại. Ai ngờ dây tiếp theo, công chúa dùng hết sức giật đứt dây xích, buộc nó vào cánh tay phải. Cô quăng nhẹ một cái, tên lính dâm dê lập tức bị đánh cho hộc máu mồm. Lần này thì bọn chúng hoàn toàn nổi giận. Công chúa tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Cô nhân cơ hội rút ra châm cài tóc đâm mạnh vào mặt hắn, rồi coi nó như cái đinh mà ra sức đóng. Sau đó, cô lợi dụng quán tính xoay người lại, đóng chiếc châm vào đầu hắn. Tên còn lại không ngờ đồng bọn của mình cường tráng như vậy, lại biết giết bởi một công chúa yếu ớt. Hắn định kết thúc trò cười này thì lại bị công chúa lấy chiếc châm đâm trúng vào lưng, rồi dùng xích sắt đập mạnh vào đầu. Nhưng những cú đánh này căn bản không nhằm nhỏ gì đối với hắn. Sau một hồi đánh đấm mệt mỏi, công chúa nắm chuẩn thời cơ đá một phát, khiến hắn lập tức được đi tắm biển. Lại một tên lính đen đuổi khác bước vào, công chúa cầm búa nhẹ nhàng giải quyết hắn ta, chết ngay tại chỗ. Cô sử dụng chìa khóa trên người hắn, tháo bỏ xiềng xích. Sau đó cô chạy ra ngoài, chạy vào một nhà tắm. Cô nhìn xuống bên dưới, thấy cả nhà mình đang bị Julius bắt quỳ. Hắn chẳng hề giấu giếm ý định cưới công chúa để chiếm ngai vàng của mình. Không muốn nghe vua lèm bèm, hắn cho người tống cả nhà bố vợ tương lai giam vào ngục. Thấy có động tĩnh, công chúa lập tức trốn vào bồn tắm. Một tên đầu sắt bước vào, hắn tùy ý tiểu tiện trong phòng. Bởi vì nín thở quá lâu, cô ấy không cẩn thận thở ra một bóng khí nhỏ. Tên đầu sắt nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu lại. Sau khi quan sát một vòng không thấy ai, hắn mới yên tâm rời đi. Đến khi hắn rời đi, cô nàng vội ngoi lên, tí thì chết đuối. Trong cung điện đâu đâu cũng là kẻ thù. Trong khi công chúa đang tìm đường ra, thì bất ngờ bị tên đô con này túm cổ nâng lên cao. Sau khi vùng vẫy thoát khỏi, cô lập tức lao lên tấn công. Nhưng tuyệt chiêu của cô chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Sau đó, hắn ta rút thanh kiếm ra. Công chúa không hề sợ hãi, trực tiếp chiến đấu. Trong lúc đánh nhau, cô ấy rất may mắn nhiều lần thoát khỏi những nhát kiếm chém qua. Nhưng công chúa vẫn bị hắn từ phía sau bóp chặt cổ. Lần nữa thoát ra được, công chúa bật cao một phát leo lên đầu hắn và vặn chiếc mũ sắt ra. Chiếc mũ sắt bị công chúa cướp đi, hắn cứ thế chết bi thảm dưới cái sừng của chính mình. Bên này, Julius biết công chúa nhất định sẽ không ngồi yên chịu trói, hắn kêu thuộc hạ mau chóng đi kiểm tra. Lão già này liền gọi tên lính béo lại, bảo hắn lên đỉnh tháp kiểm tra tình hình. Nhìn tòa tháp cao trước mặt, anh chàng suýt thì tụt đường huyết, nhưng không thể không nghe theo mệnh lệnh. Công chúa chạy vào phòng dệt vải, lại tiếp tục chiến đấu với hai tên lính. Công chúa bắt hắn khai ra cả nhà mình bị đưa đi đâu, nhưng tên này cứng miệng không khai. Không khai thì đầu thai mà làm lại cuộc đời nhé cương. Ông béo lết được nửa tòa tháp rồi, mệt muốn đứt cả hơi. Công chúa đang chạy xuống thì thấy lính tứ phía, chỉ đành trốn ra ngoài cửa sổ. Mỏi tay quá đang định leo vào thì cô lại thấy tên mập đang ngồi nghỉ. Rời ạ, cút nhanh cho bà mày vào. Đợi sau khi tên mập rời đi, cô vội leo trở lại vào phòng. Sau đó cô lén lút qua mặt bao nhiêu tên lính, cuối cùng thì cũng tới được phòng của nhà vua. Cô lấy ra từ dưới nệm một thanh kiếm báu, muốn cầm nó đi cứu cha mẹ. Nhưng cô vô tình lại đến phòng của Julius, phát hiện hắn có gian díu mập mờ với Moira, nữ thị vệ của hắn. Nhân lúc hắn và Moi ra trao cho nhau cái hôn nồng cháy, công chúa nhắm chuẩn vị trí, định ra tay thông não hắn từ phía sau. Nhưng ngay lúc cô đâm xuyên qua bức tường, thì Julius bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Công chúa nhanh chóng rút kiếm lại, tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Ngay khi cô đang chui ra từ một cái lỗ nhỏ, bỗng một thanh kiếm rơi xuống chặn cô lại. Bộ giáp vàng này thế mà lại là một con người. Nhưng dù mặc phun giáp, hắn ta vẫn bị công chúa tìm ra điểm yếu, đâm cho chảy máu. Vì bộ giáp nặng nề nên chậm chạp, hắn không thể làm gì nổi cô gái nhanh nhẹn này. Cuối cùng, công chúa cầm lấy một ngọn nến, ném thẳng vào người hắn. Ngay lập tức, hắn ta biến thành ngọn đuốc rực sáng, rồi bay thẳng xuống bên dưới nơi Julius đang đứng. Julius tức giận túm cổ lão tóc dài, bắt hắn phải xử lý chuyện này ngay. Moira yêu cầu mọi người hãy tìm kiếm cẩn thận, lục soát mọi ngóc ngách. Lão tóc dài này thấy Julius đi rồi, liền tỏ ý khinh thường, còn nói là con điếm vô dụng. Ngay lúc lão đang cười khành khạch sung sướng, thì Moira liền cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đám lính theo lệnh dốc toàn lực tấn công lên tòa tháp tìm kiếm từng phòng. Bọn chúng ép công chúa vào góc tường, còn chém bị thương tay của cô. Công chúa chỉ có thể bỏ chạy, nhưng quân lính đến ngày càng nhiều. Thời khắc nguy cấp,
công chúa trực tiếp kéo đứt sợi dây chuyền ngọc trai đeo trên cổ, rơi đầy xuống cầu thang. Đám binh sĩ ngay lập tức trượt ngã lăn quay. Sau đó, cô nàng đạp lên cơ thể binh lính tiếp tục chạy trốn. Nhỏ mà có võ, cô dễ dàng đánh tan tác đám lính chặn đường. Cô dùng khiên đánh vào chân đối phương, rồi lại dùng kiếm đâm vào ngực chúng. Tên này muốn dùng tay bóp cổ công chúa, cô nàng lập tức rút kiếm, một nhát chí mạng thông não hắn ta. Không lâu sau, đám quân lính lại tiếp tục chạy tới bao vây. Công chúa thấy mình bị dồn vào đường cùng, liền ôm lấy tên lính này để mở đường máu thoát thân. Đám quân binh phía sau vẫn tiếp tục đuổi tới. Lần này công chúa trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, túm chặt lấy lá cờ, rồi lấy đà lao vào một căn phòng gần đó để trốn. Sau đó, cô tranh thủ ngồi băng lại vết thương trên tay. Lúc này, cô nhớ lại cái đêm mà cha cô ép cô phải kết hôn để có người thừa kế ngai vàng. Công chúa cho rằng mình có thể trở thành một người kế vị xứng đáng, nhưng nhà vua dẹp ngay suy nghĩ đó rồi bỏ đi. Đúng lúc này có người vào, công chúa trực tiếp tấn công, nhưng nhận ra đó là Linh, sư phụ của mình. May quá, có tiếp viện rồi. Một cô công chúa nhỏ bé, tại sao lại có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy? Hóa ra, công chúa có một vị sư phụ luyện võ thuật cho mình từ khi còn nhỏ. Sau đó, trong khi xử lý vết thương cho công chúa, Linh kể lại tên Julius cho đột kích lúc nửa đêm nên không ai kịp trở tay. Cô là một trong số ít những người có thể thoát thân. Tiếp theo, hai người họ quyết định đi giải cứu mọi người. Hai người đi đến phòng bếp, nhìn thấy tên thuộc hạ của Julius đang bắt nạt một nữ công nhân. Linh trực tiếp dùng chảo rán hạ gục hắn, công chúa thì phi kiếm đến trước mặt hai tên còn lại, khiến bọn chúng mặt mày tái mét. Ba tên thuộc hạ cùng nhau xông tới, công chúa không ngần ngại hất bát súp nóng hổi vào mặt chúng. Còn Linh trực tiếp đánh gục tên đầu hói xuống đất. Hai người rất nhanh đã xử lý xong đám nham nhở này. Đúng lúc này Moira xuất hiện, cô ta dùng dây roi quật ngã Linh, đồng thời dùng nó siết cổ công chúa và treo cô lên cao. Linh vội vàng lao tới, lúc này công chúa đã sắp trụ không nổi nữa. Linh nhanh chóng dùng lực tát thẳng một phát vào mặt Moira, khiến cô ả mất tập trung. Công chúa cũng vì vậy mà thành công thoát một mạng. Hai người nhanh trí đổ dầu vào lò sưởi bên cạnh, ngọn lửa bùng cháy chặn đứng Moira ở phía trong. Sau đó, Linh bảo công chúa mau chạy qua đường ống nước, còn bản thân sẽ ở lại đối phó với Moira. Công chúa nhẫn nhịn mùi hôi thối bốc lên từ ống cống mà chui vào. Sau khi theo dòng nước trôi đến tận cùng, cô cuối cùng cũng tìm thấy cha mẹ đang bị bắt nhốt. Bọn cai ngục đang vô tư đánh bạc, công chúa từ từ bước tới tự nhiên nốc cạn cốc bia trên bàn, đồng thời ra hiệu cho đám người không được làm ồn. Đám cai ngục nhìn đến ngây người. Giây tiếp theo, cô nàng trực tiếp đập thẳng cái cốc nước vào đầu một tên. Sau đó thì vung kiếm trong tay, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Nhà vua và những người khác thành công được giải cứu. Trong khi đang chạy trốn, tại một góc khuất, công chúa bất ngờ bị úp sọt, ăn ngay một gậy ngất luôn. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói, cả nhà thì đang bị chồng tương lại uy hiếp, mà Linh cũng đã bị bắt lại. Julius từ từ bước tới, hắn muốn chạm vào mặt công chúa, nhưng bị cô nàng lạnh lùng cắn một cho phát. Julius thẹn quá hóa giận, trực tiếp tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt. Quá chán cô chị ngang bướng, hắn liền chuyển hướng sang cô em. Linh liếc mắt ra hiệu với công chúa, cô liền lập tức đạp bay thanh kiếm của tên lính bên cạnh, thu hút sự chú ý. Linh nhân cơ hội ôm lấy công chúa nhỏ chạy đi. Công chúa cũng muốn bỏ chạy thì bị tên lính ném thẳng xuống biển. Cơ thể của công chúa cứ thế mà từ từ chìm xuống đáy biển, ngất lịm. Lúc này, cô mơ màng nhớ về những gì mà sư phụ đã chỉ dạy. Nghĩ đến sứ mệnh chưa hoàn thành xong của mình, công chúa tỉnh lại, dùng hết sức lực cởi bỏ dây thừng. Sau đó cố gắng bơi lên khỏi mặt nước. Trong lâu đài, đám linh đang lùng sục công chúa nhỏ khắp nơi, mà lúc này công chúa cũng đã lẻn được vào đây. Tại đại sảnh, Julius đang sắp xếp cho lễ kết hôn, muốn nhanh chóng lên ngôi một cách đường đường chính chính. Công chúa đi vào trong phòng trưng bày thì đụng độ tên đô con này. Công chúa nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi, ai ngờ giây tiếp theo, bức tượng đồng bên cạnh bất ngờ đổ lên người hắn. Hóa ra là Linh và công chúa nhỏ xuất hiện. Cả ba bước vào mật thất, trang bị đồ nghề để đi giải cứu gia đình. Tên Julius lúc này đã mất hết kiên nhẫn, hắn muốn giết chết nhà vua và nữ hoàng để leo lên thẳng ngai vàng. Công chúa vừa hay đuổi tới đây, cô vung kiếm xử lý hết đám lính canh. Một đám binh lính khác lại lao tới, Linh rút tên tiếp đãi bọn chúng. Hai người công chúa và Linh bất chấp đám lính đông đảo song kiếm hợp bích, tả xung hữu nghị khiến đám lính tơi tả tả tơi. Julius tóm được công chúa nhỏ, lập tức tiến hành bái đường thành thân. Moira xông ra chiến đấu với công chúa, còn Linh thì chạy vào cản đám cưới lại. Nhà vua cũng lao lên thì bị Julius cho một nhát suýt ngỏm củ tỏi. Bên ngoài, công chúa bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng với Moira. Ả ta dùng roi cuốn chặt lấy thanh kiếm của công chúa. Mặc dù vũ khí không còn, nhưng công chúa vẫn không hề sợ hãi. Cô nàng chạy nhanh về phía Moira, nắm chuẩn cơ hội cầm chặt sợi dây roi. Sau đó cuốn quanh lên cổ cô ta, treo đầu dây còn lại lên thanh sắt cao gần đó. Moira cứ thế bị giết chết. Trong lâu đài, Linh đang chiến đấu ác liệt với gã Julius. Julius thân mình cường tráng, hắn cầm dao trực tiếp đâm thẳng vào người cô ấy. Công chúa nhanh chân chạy tới, nhưng Linh lúc này đã hấp hối rồi. Còn Julius thì đắc ý đội chiếc vương miện lên đầu mình. Công chúa phẫn nộ, lao vào loạn đả với hắn ta.
với cô nàng đã gần kiệt sức, hắn dễ dàng dồn công chúa vào thế chân tường, rồi gã bạo chúa chơi đâm lén tiểu nhân. Cơ thể của công chúa bắt đầu trở nên suy yếu, Juliet hung hãn kề kiếm vào cổ cô. Hắn bắt cô quỳ gối trước hắn, đồng thời còn buông lời xúc phạm. Ngay khi Juliet đang tự kiêu đắc ý, công chúa nhanh như chớp đoạt lấy thanh kiếm và chém thẳng tay. Đầu hắn rơi cái bịch, kết liễu gã hôn phu tệ bạc. Sau đó, công chúa trịnh trọng trao lại vương miện cho vua cha. Nhà vua làm nghi lễ, chính thức công nhận sẽ truyền ngôi cho cô con gái dũng cảm. Đám người phía dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Công chúa là một bộ phim khá hấp dẫn, trường đoạn hành động dày đặc nhưng hơi dàn trải. Cốt truyện đơn giản phù hợp với việc giải trí. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé.